hỏi là có làm người yêu con không? À vậy hả? Con cũng chảnh chảnh, suy nghĩ cũng lâu lâu rồi con mới đồng ý. Lâu là nhiêu? 3 giây. 3 giây. Suy nghĩ cũng lâu lâu rồi con mới đồng ý. Lâu quá. Con Vy nghe 1, 2, 3. Ừ đó. Con nghe coi mẹ. Cho vàng. Hả? Cho vàng nè. Trời ơi, nhà tiệm vàng phải cho vàng rồi. Cái nhà không bán vàng mà người ta đi đám cưới cũng cho vàng, ủng hộ chị nhà bán vàng mà không cho vàng là sao? Đúng không? Dạ đúng rồi. Ngoài cho vàng ra còn có cho đỏ đất đai gì không? Dạ có, cho sữa đỏ. Mấy cuốn? Dạ một căn nhà nhưng mà vàng là cho mấy cây? 20 cây. 20 cây. Ôi ơi, nó nhỏ thôi. Dạ con xin chào chú Quốc Thận, con xin chào cô Hồng Vân. Con tên là Trung Tính, con năm nay 25 tuổi. Hiện tại con và vợ con là đang hỗ trợ phụ giúp với ba mẹ con kinh doanh về mảng trang sức ở Bình Minh Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long hả? Dạ. Ủa, hai đứa là đến từ Vĩnh Long hả? Đúng không? Dạ, bây giờ tới con. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thận và khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Bùi Thị Như Huỳnh, hiện tại con 25 tuổi. Con và chồng con cũng đang kinh doanh với ba mẹ. Là chỉ có làm nhất nghệ tinh nhất thân vinh thôi hả con? Dạ đúng rồi. Rồi mình có học kiểu như là cách mà mình làm luôn không? Hay là chỉ có bán thôi? Dạ đúng rồi, là tụi con vừa học nghề vừa bán luôn. Ồ vậy hả? Lọt sàn xuống nia em ơi. Lọt sàn xuống nia. Là không có đi đâu được hết trơn hết trọi đó. Nó cứ vòng vòng vậy thôi. Vòng vòng coi như mình thiết kế nè, xong mình thi công nè, xong mình bán luôn ra chị. Rồi mua nữa, thu lại nữa. Nhập vô, đầu vô luôn. Ủa nhưng mà là cái tiệm vàng đó đó là bên con hay là bên Huỳnh? Dạ bên chồng con. Ồ rồi. Bây giờ nè, cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau nè? Rồi lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Anh kể trước. Ai kể? Dạ con kể. Con kể đi. Dạ. Nói lớn lên nghe. Dạ. Chàng trai miền Tây. Rồi. Dạ thì con với vợ con là học chung đại học. Là tới bắt đầu lúc vô đại học mới gặp nhau. Học ở trên này? Dạ con học ở Đại học Cần Thơ. Dạ hai đứa con học Đại học Cần Thơ thì năm nhất con với vợ con mới gặp nhau là học chung lớp. Lúc đó thì thấy bạn này cũng hiền rồi, cũng hiền nhưng mà lanh chú Thịnh, năng nổ trong mấy cái hoạt động đồ. Thấy là cũng ngoan đó, ngoan hiền đó. Dạ, dạ. Thì lúc đó thì cũng thấy vậy thôi chứ cũng chưa có ấn tượng gì, cũng chưa có để ý gì nhiều. Nhưng mà chỉ thấy là bạn nên năng nổ giấy là cũng có nổi bật gì đó. Ủa nhưng mà hai đứa học đại học gì vậy con? Dạ, tụi con học Đại học Cần Thơ. Đại học Cần Thơ. Biết rồi nhưng mà chuyên ngành gì? Khoa gì? Kinh doanh quốc tế. Hèn gì đó, kinh doanh vàng. Thôi xong, kinh doanh quốc tế luôn. Kinh doanh quốc tế, trời đất ơi. Rồi mốt chắc nó mở tiệm vàng ở nước ngoài luôn á chị. Thì đó, chi nhánh được. Con cũng hy vọng được vậy. Hai vợ chồng con biết nhau từ năm nhất rồi nhưng mà tới năm 3, năm 4 mới để ý nhau, mới quen nhau. Dạ. Con cũng hay hoạt động, cũng năng nổ nọ. Thì chồng con thì hơi hiền. Thì lúc đầu con cũng không có để ý cho lắm. Thì cũng thấy chồng con hiền vậy thôi chứ cũng không phải là gu của con. Nhưng mà sau này khi mà năm 3, năm 4 á, cái cơ duyên mà con với chồng nói chuyện nhiều hơn á, là con có hoạt động trong một cái tổ chức từ thiện á. Con xin anh tiền từ thiện để con quyên góp. Dạ. Con biết gia đình ảnh bán vàng đúng không? Dạ không, lúc đầu con cũng chưa có biết nữa. Chứ phải lúc đó mà con biết á, là con xin được nhiều tiền cho quỹ từ thiện lắm á, đúng không? Dạ. Xin luôn ba mẹ luôn chứ đâu cần xin ảnh gì, đúng không? Chồng cho được nhiêu? 3 triệu. 3 triệu. Trời ơi, 3 triệu lúc xanh mà cho 3 triệu là quá trời quá đất luôn rồi. Con cho là vì cái mục đích và ý nghĩa của chương trình hay là một phần là do người đẹp? Bé này xinh quá, hiểu không? Do người xinh. Dạ, dạ thầy tại bạn có gửi con mấy cái kế hoạch đồ đó, con thấy là với lại cái tâm của con là tâm cũng muốn giúp đỡ cho em vùng sâu vùng xa, ví dụ trên núi. Là đợt đó hình như là bạn đi ở trên miền Trung, đợt bão lũ miền Trung là bạn cái đợt lũ á. Sau cái đợt đó thì bạn nghỉ quá trời nghỉ, bạn không đi học. Lý do gì nghỉ? Con đi làm mấy chương trình đó. Dạ con cũng đi học bớt lại chứ không phải con nghỉ. Dạ rồi xong con mượn tập chồng con. Con biết đúng không? Dạ không mượn tập, con chép bài mà mượn không trả, cái tới thi cuối kỳ con đòi. Dạ con đòi là để con học bài, con để con thi. Dạ thì xong rồi thấy nói chuyện hợp tính rồi dễ thương vui vẻ thì con nói chuyện nhiều hơn và từ từ mới kết. Mà từ cái lúc mượn tới cái lúc đợi con cũng chưa viết bài luôn. Vậy là con xin tiền ảnh lần hay mấy lần? Dạ hình như là lần đầu là cho nhiều nhất. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vậy là con có xin lần sau nữa? Dạ đúng rồi, lần sau là con rủ chồng con đi chung luôn. Đi luôn. Vậy hả? Đi luôn là vừa coi như hùng một công đôi chuyện mà hùng sức nữa chị đó. Rồi đến khi nào thì mới tỏ tình với bé? Dạ thì cũng khoảng vài tháng á, tới gần 1 năm rồi con mới tỏ tình. Rồi mới tỏ tình. Dạ. Con tỏ tình sao? Kiểu như bên trong mình biết gì, tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy đó, là mình biết mình thích nhau rồi nhưng mà con cũng phải có một cái chữ nào chứ, con phải nói một cái từ ngữ nào chứ, đúng không? Con có hỏi là làm người yêu con không? À vậy hả? Đấy, con cũng chảnh chảnh, suy nghĩ cũng lâu lâu rồi con mới đồng ý. Lâu là nhiêu? 3 giây. 3 giây. Suy nghĩ cũng lâu lâu rồi con mới đồng ý. Lâu quá. Con Vy nghe 1, 2, 3. Đó. chị đoán hai đứa này á hôn nhau nụ hôn đầu tiên chắc chật vật lắm á. Không, chắc không phải cả tháng trời mới hôn á. Mà cái chuyện hôn không phải là nó chật vật lắm em, nó không phải là nó không có dễ dàng như người ta đâu. Đó. Đâu đúng kể không? Đi. Dạ, bao lâu mới có nụ hôn đầu tiên xuất hiện? Chắc lâu hơn một tháng nữa. Lâu hơn tháng luôn. Dạ khoảng gần 2 tháng á. Tức là đâu có nhớ cái kỷ niệm cái buổi hôn nhau đầu sao nè. Dạ chồng con thì dắt con đi vô một cái giống như cái búp nhẹ nhẹ chiêu chiêu vậy thôi, mình uống cocktail. Xong rồi chồng con thì cũng nói chuyện thôi, gần mấy hôm con cái. Nói chung là chồng con cũng nhát á, bình thường nhát thì y gian giờ vậy đó, cũng chưa có lanh hơn. Rồi sau đêm đó về thì chắc nói chuyện tới sáng đúng không? Dạ, dạ. Có dẫn về giới thiệu với gia đình không? Dạ có. Rồi ba má sao? Ba má thích bé này không? Dạ thích. Đợt đó là bạn làm cái bánh kem á, bánh kem đem qua tặng sinh nhật mẹ. Dạ. Con tự tay làm. Dạ đúng rồi. Yeah, trời ơi, rồi chắc là mẹ cũng xúc động ha. Dạ. Chứ bây giờ là người ta mua không á, chứ đúng còn rồi. Khó mà có đứa nào mà tự làm lắm ha. Với lại các cô gái ở miền Tây á chị, cái việc mà để đi học bắt bánh kem này nọ nó khó lắm chị, chứ không phải dễ dàng như bây giờ đâu. Rồi thì bao lâu mới cưới nè? Dạ tụi con quen nhau khoảng hơn 3 năm. Ủa sao lâu dữ vậy? Mới đầu cũng định cưới sớm, nhưng mà tụi con có nói với nhau là thôi đi gán đi làm, ra trường xong rồi đi làm một xíu đi, xíu rồi là bạn có đi làm khoảng thời gian. Rồi sau đó làm gì làm? Dạ hồi trước con làm giám sát kinh doanh đó. Rồi gia đình có hối cưới không? Dạ có, thì lúc đó bạn đi làm thì con cũng đi học nghề, con học thêm nghề, con học chuyên sâu về nghề của con. Thì cũng khoảng 1 năm, rồi sau đó là bạn về một khoảng thời gian rồi tụi con mới cưới nhau. Dạ. Nhưng mà chú nghĩ là gia đình của con chắc là cũng rất là thích bạn này. Dạ. Cho nên cái việc mà ba mẹ ông bà nói chung là người thân mà hối thúc để mà cưới sớm đó là có đúng không? Dạ có. Nghe nè, hồi tháng trước đám cưới nó có rình rang, nó có lớn không? Gần không? Thiếu gia mà. Trời ơi, thiếu gia mà đám cưới phải đâu ra đó chứ. Dạ thì đám cưới cũng lớn đó chú với cô. Dạ thì trộm vía thì cái đám cưới của hai vợ chồng con cũng được nhiều người biết đến, dạ qua kênh TikTok, Facebook. Rồi ba mẹ chồng rồi cho con của hồi môn cái gì đâu kể chia sẻ coi, kể con nghe coi mẹ. Cho vàng. Hả? Cho vàng nè. Đương nhiên mẹ. Trời ơi, nhà tiệm vàng phải cho vàng rồi. Cái nhà không bán vàng mà người ta đi đám cưới cũng cho vàng, ủng hộ chị nhà bán vàng mà không cho vàng là sao? Đúng không? Dạ đúng rồi. Ngoài cho vàng ra còn có cho đỏ đất đai gì không? Dạ có cho sổ đỏ. Mấy cuốn? Dạ một căn nhà nhưng mà vàng là cho mấy cây? 20 cây. Ôi ơi nó nhỏ thôi quá, như là ba mẹ cho hai chồng vốn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nó nghe con có bất ngờ với cái món quà đó từ bên chồng hay không? Dạ con cũng bất ngờ, nhưng mà thật ra đối với con thì từ đầu con quen chồng con là cũng không phải, tại vì con biết chồng con làm tiệm vàng đâu. Mà gọi là cha mẹ chồng con cho gì thì con cũng khá là bất ngờ. Thì hai đứa con cũng xem đó là một cái hành trang trong cái hành trình mà sắp tới mà hai đứa con gây dựng sự nghiệp. Dạ. Nhưng mà có khi nào mà hai đứa mới nói là bây giờ tụi con muốn có một cái tiệm riêng của mình không? Có thì có định hướng, nhưng mà hiện tại tụi con thấy tụi con chưa đủ. Còn trẻ quá đúng không? Còn đủ đủ kinh nghiệm với lại đủ nhiều thứ để có thể đúng rồi. Cho nên bây giờ vẫn xác định là mình sẽ phụ giúp cha mẹ thôi. Dạ đúng rồi. Thấy nó hiền quá. Dạ hiền. Con qua chương 2 đúng không? Vì em tính qua chương 2. Thế cái mồi cái hơi hỏi của em lại biết qua chương 2. Nó nghe nè, trước khi đám cưới mấy đứa biết chương trình này chưa? Biết rồi. Dạ, đó. Biết đến cái phần này rồi đúng không? Dạ, cũng biết rồi. Cái phần mà đại hội vạch mặt đó con. Vui lắm. Nó hiền quá. Chắc đâu có tật xấu gì đúng không? Dạ nói chung là con người hoàn hảo trong máy cũng phải có nha anh. Đúng rồi. Dạ nói chung thì chồng con thì hiền thì cô chú đã thấy rồi. Tật xấu thì cũng không có nhiều, chỉ là hơi lười ăn xíu. Không ăn. Dạ đúng rồi. Cái tật đó không được đó, tật đó là không được đó. Không, có thể là do bệnh lý hoặc là do nhiều việc quá cho nên nó mệt đó, làm biếng ăn. Nó phải rõ nha. Nếu bệnh lý thì cái đó không phải tật xấu. Dạ không có, còn trước đi kết hôn là cô con đi khám hết là không có bệnh lý. Thì có nghĩa là được xếp vào tật xấu đó là lười ăn, không chịu lo sức khỏe, đó là tật xấu đó. Dạ đúng rồi. Về nhà thì hai chị này rồi mẹ cũng nói Quỳnh ơi phải kêu nó ăn lên mới được, Quỳnh ơi nó ốm quá Quỳnh ơi, mà con nói cũng không ăn nữa. Ê mà biết sao, nếu mà nói về mặt tướng số là bắt buộc con phải mập đó nha. Dạ. Con mới giữ của được đó. Thiệt đó. Cái đó nói thiệt, tướng bây giờ cái khuôn mặt á là ok nha. Giữ của giữ nã là ngon lành, nhưng mà chồng cũng phải vậy mới được. Lỗ mũi là hết sảy đó, hết sảy đó. Vậy thì anh biết tiền ai giữ rồi đó. Rồi tiếp tục đi, có lãng mạn không? Dạ. Ăn nói có ngọt ngào không? Dạ lãng mạn thì có, nhưng mà ăn nói ngọt ngào thì cũng chưa. Dạ đôi lúc thì nói chung bình thường, hay chồng vẫn nói chuyện bình thường, gọi là không có ngọt ngào quá, nhưng mà đôi lúc thì giận thì cũng hơi cọc xíu. Cọc đó thôi. Dạ. Hiền hay cọc lắm. Dạ đúng rồi. Cái nết nó mỗi lần mà nó cọc lên á, cọc mà coi như là cọc nặng á thì là như nào? Có hay quăng vàng hoặc chọi vàng không? Nói đi để cô chú biết lặng. Để tôi xuống Bình Minh Vĩnh Long tôi ở. Dạ thì không có quăng đồ đúng không? Dạ đúng rồi, không có quăng, nhưng mà chỉ là ăn nói lớn tiếng một xíu, cọc xíu thôi. Vậy giờ con mong muốn chồng con thay đổi cái gì? Ăn nhiều. Dạ đúng rồi. Ăn nhiều lên xíu. Thật ra thì quá là con cũng nghe mấy anh chị chia sẻ trước á, thì lấy vợ về thì sẽ mập lên. Thì con cũng áp dụng những cái chiêu thức là buổi tối thì ví dụ nấu mì thì con ăn một chút xíu, rồi còn lại chưa chồng con ăn. Nhưng mà cuối cùng con ăn cũng hết cái mì. Nói nghe ở nhà là ai nấu ăn cho chồng con? Dạ ở nhà thì con có cô giúp việc. Dạ đúng rồi. Chỉ dòng bí kíp, con phải lao vào bếp con nấu ăn đi thì chồng con sẽ ăn, chắc chắn luôn. Rồi ai bán vàng cho nó? Không phải, dành thời gian, sắp xếp thời gian. Nếu con muốn chồng con ăn thì con phải là người vô bếp con nấu. Đó là theo cái cách của chú Hiểu nha. À vậy là chị hiểu rồi. Em ra nông nổi này là do Ly nó nấu. Cái cách mà chú từ 40kg tới bây giờ đã phân biệt. Hiểu rồi. Rồi bây giờ tới con đó. Vợ con có những cái tật xấu đáng yêu nào? Dạ vợ con thì nói chung cũng không có nhiều, dạ kiểu như là cũng làm mệt đó chú với cô. Đi về hay là lên phòng nó làm mệt quá rồi thì kiểu như cởi đồ ra quăng. Con tế nhị quá. Dạ. Con phải rào trước đón sau con mới dám nói cái chữ là quăng đồ bừa bộn đó. Kiểu như quăng đồ trang sức như là đồng hồ gì đó, chứ không quần áo này là vẫn là cẩu thả đó, tại vì đồ nhiều khi những đồ này mà quăng là mất tiền lắm á. Ở nhà mình nói chi đi khách sạn quen đó, ví dụ đi du lịch đó con, vô khách sạn đó là quen mà quăng đồ là. Dạ đúng rồi. Không có được nha con biết không, sanh em bé xong nó còn hay quên nữa. Quăng xong không biết mình để đâu luôn á. Cho nên bây giờ tập lại nha. Tại mấy cái đồ. Nhưng mà cũng chậm vía là con quăng tới đâu chồng con đi lượm tới đó. Tôi cũng được đi. Bởi vì nó ốm hoài đó, tiếp tục. Với lại lâu lâu giận con nhưng mà không có nói, im im đi vô. Giận mà không nói đúng không? Lạnh lùng đúng không? Chơi cái chiêu đó mệt mỏi lắm. Rồi bao lâu mới khai mỏ? Kiểu như con xong hết việc, xong hết một ngày kiểu gì rồi cái con lên con mới con dỗ rồi con năn nỉ rồi con phải nói với con nghe. Kiểu vậy dạ. Vậy tốt hơn hết mai mốt con đừng làm nó giận. Là vậy được rồi. Giận là im lìm đúng không? Dạ. Dạ được cái con giận con không có nói, mà con nói rồi là con phải bắt phải trả lời mới được. Con nói là nín thinh là con không chịu. Vậy con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ kiểu như giờ giận thì phải nói để con biết đường, con biết cái sao để con sửa. Biết mình lường đúng không? Đừng có bắt anh đoán ý, anh đoán không nổi đúng không? Tụi con tạo ra những cái điều đơn giản để hai chồng yêu thương nhau hơn. Để tại vì mới lấy mà bây giờ đang cọ sát nè. Dạ đúng. Làm sao để tìm hai cái mảnh ghép nó ghép lại cho thiệt là hoàn hảo. Đúng không? Dạ đúng. Rồi cảm ơn hai đứa nè. Xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ rồi, cảm ơn cô chú. Sao? Có rung không? Không hợp quá. Tim đập mạnh không? Dạ mạnh. Mạch của em đang nhảy bao nhiêu? Chắc trăm mấy á. Trăm mấy. Em chú rể áo đỏ. Dạ cũng bình thường. Nói lớn lên luôn, bình thường. Dạ, bình thường. À, bình thường phải không? Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Phú Huy. Năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác lính cứu hỏa trong lực lượng Sở Cảnh sát Phòng cháy thành phố. Ồ, lính cứu hỏa mà. Lính cứu hỏa cho nên là phải ăn mặc cái gì đó, phải hỏa chút xíu. Rồi, mời em. Em tên là Nguyễn Ngọc Hiếu, 28 tuổi, hiện đang là cán bộ công chức nhà nước. Em công tác ở đâu? Dạ, ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu chị. Em công tác dưới Bà Rịa, còn ông xã thì là công tác ở Sài Gòn. Ủa, rồi sao rồi tối thì ai về nhà ai? Thì nhà ai nấy về. Nhà ai nấy ở vậy đó hả? Dạ, thì lâu lâu em lên hoặc là chồng em về. Ủa, tụi em là đã có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi em bé ở với ai? Dạ, em bé đang ở với em. Ồ, ngu lan chất nữ vậy mà cũng có em bé được hay thiệt đấy. Cái trước đó là không có ngu lan chất nữ hay sao á? Bây giờ tụi em lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm 6 tháng. Được 3 năm 6 tháng, coi như gần 4 năm. Vậy thì là trước khi yêu nhau là em cũng ở Vũng Tàu. Dạ. Rồi em cũng ở Sài Gòn. Không, lúc đó đang học ở ngoài Hà Nội. Ồ, còn xa hơn nữa kìa. Điên. Có nghĩa là vậy. Ở Sài Gòn Vũng Tàu thấy quãng đường nó xa vời vợi rồi. Ông này quất cái tới Hà Nội luôn. Tức là lúc mà yêu nhau đó, đúng không? Thì em ở Vũng Tàu, anh này ở Hà Nội. Rồi tới lúc mà lấy nhau, em vẫn ở Vũng Tàu và anh này về Sài Gòn. Dạ. Có bao giờ hai người ở chung một chỗ chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Sao từ bất ngờ này tới bất ngờ kia vậy? Rồi bây giờ kể cho nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em thì cũng quen qua mạng. Thì hồi đó là anh nói là anh ở Sài Gòn nhưng mà hiện là đang đi học tại Hà Nội. Thì thời gian đó cũng nói chuyện, thì mấy tháng sau anh về thì tụi em gặp nhau. Gặp nhau là ở Vũng Tàu ở thành phố. Dạ ở thành phố. Lúc đó em lên. Vậy thì đúng cái lần đầu tiên mà tụi em gặp nhau là ấn tượng như thế nào? Dạ, lần đầu gặp ở ngay sân bóng Hoa Lư. Lúc đó trưa nắng 12 giờ mấy 1 giờ. Em thấy đứng đó, mình cũng không biết phải không, tại bịt mặt hết, qua em kêu lại luôn. Thì đúng. Vậy là đúng. Em đứng bao lâu? Dạ cũng nửa tiếng thôi. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp mà ảnh trễ giờ. Mà vậy mà đứng ngay chân sân vận động nữa. Rồi lúc mà em gặp ảnh thì sao? Ấn tượng không? Dạ cũng có phong độ, bạn trai thì nhìn hình thì cũng đã thấy rồi. Thì khi ở ngoài thì cũng không khác gì mấy. Dạ nên cũng không có thất vọng. Không có thất vọng. Là coi như hai người gặp nhau là đều cảm rất là vừa mắt nhau luôn đúng không? Rồi sau đó là tìm hiểu. Rồi ai là người chủ động? Em đúng không? Và đúng ra là em phải đi xuống Vũng Tàu nhiều không? Dạ đi xuống hoài, có khi tuần em xuống 5-6 ngày vậy. Vậy đó. Có gì có như hết tuần. Dạ. Tuần 7 ngày dạ đi xuống. Khó khăn quá chứ. Dạ, em đi làm nhà nước mà vậy sao được? Nhờ bạn trực thế rồi mình cái lúc mình rảnh mình trực cho người ta. Có rảnh giờ nào tuần ông đó ông xuống 5-6 ngày rồi không rảnh giờ nào mình trực. Xuống đó rồi qua tuần sau là mình nghỉ, mình lên trên đó mình trực lại cho người ta mình trả. Vậy đó trong thời gian bao lâu? Dạ cũng 1 năm. 1 năm trời. 1 năm trời đó. Rồi có lúc nào là em cũng bỏ nhiệm sở xuống 5-6 ngày với thành phố không? Dạ không, chỉ đi cuối tuần thôi. Rồi các bạn khoảng bao lâu thì các bạn mới cưới? Dạ 1 năm. 1 năm. 1 năm cưới. Cưới rồi bây giờ cũng vậy nữa. Dạ. Cũng ai lên ai? Thì vui xuống, buồn khỏi xuống. Mà vui nhiều hay buồn nhiều? Vui nhiều. Và anh hỏi em nha. Dạ. Với một cái hoàn cảnh rồi ở một nơi như vậy thì em có đoán biết trước được rằng ví dụ như cưới nhau về rồi cái đó nó sẽ là cái khó khăn? Lúc đó em cũng không suy nghĩ được là khó khăn. Thì hồi đó cứ nghĩ là lâu lâu gặp lần cho nó vui, gặp hoài chán chết. Ba mẹ thì cũng không có nói gì, cũng vẫn cho phép là khi cưới xong thì ảnh cũng trên đây ở trên đây làm thì em ở dưới, khi nào có tuần rảnh thì lên nhà chồng chơi thôi chứ không có nghĩ tới vấn đề như bây giờ. Bây giờ thì sau khi lấy nhau rồi mà gần 4 năm rồi, khi hai ta không chung một nhà thì sao? Cái cảm giác như thế này. Em thì công việc ở dưới đó cũng đang ổn định nên em cũng muốn lên đây để thay đổi cái môi trường mới. Rồi nhiều khi lên đây thì xin việc lại khó khăn, giờ lại còn thêm đứa con nhỏ nữa nên em muốn là ảnh về dưới thì nó dễ sống hơn, nhưng mà ảnh không chịu về. Có nghĩa là bây giờ tụi em đang trong tình trạng là chồng không muốn về dưới Vũng Tàu, còn vợ thì cũng không muốn lên Sài Gòn. Rồi bây giờ sao? Vợ chồng vậy tụi em có bàn bạc những cái cách nào để mà có thể hòa hợp được không? Thì bạn chỉ có cách là kêu em lên nhưng mà em cũng không chịu lên. Còn em thì sao? Tại vì bản thân em là thu nhập chính gia đình thì lương em cũng cao hơn vợ. Đó thì cũng có nói là bỏ để lên đây rồi từ từ kiếm việc sau. Trình độ của vợ em cũng không phải là, vợ em cũng cử nhân kinh tế rồi anh văn giao tiếp này nọ thì cũng rất là ok. Chị hỏi thiệt hai bạn nè, tụi em còn yêu nhau không? Dạ còn yêu nhau. Nếu mà tiếp tục mà kiểu sống xa nhau như vậy nữa thì tụi em cảm giác tụi em sẽ có thể sống như vậy tiếp được bao nhiêu năm nữa? Nào hết nợ thôi. Cái cặp này á là phải về bàn bạc lại với nhau cho nó lên kế hoạch, lên kế hoạch đó. Không có như vậy được đâu, tại vì con nó càng lớn nó càng cần một cái mái ấm gia đình cả cha cả mẹ. Anh chia sẻ thật lòng, cái này anh cũng làm cha mà anh hỏi thật lòng, em có thấy tội nghiệp coi không? Dạ có. Nhiều lúc em ở đây em cũng buồn chứ rồi cái thời gian rảnh đâu biết làm gì. Ngồi đó cái điện thoại với nói chuyện con, nhiều khi điện thoại cho bà không thèm nghe máy nữa. Bà cũng không điện lại cho em nữa. Có khi em cũng điện em nói bà đang họp hay gì đó, em nói khi nào em rảnh em điện cho anh nói chuyện với con. Cái 2-3 ngày sau mới điện lại. Tới lúc bà điện cái em bận công việc, nhiều lúc cũng bực quá, bực vậy. Nhớ con thì nhớ, sao không nhớ gì. Thì đó, nên nói cái sống xa nhau nó có những cái khó khăn như vậy đó em. Theo như lời của chồng em á, nói về em á, có nghĩa là từ nhỏ lớn á, là em sống trong một cái sự bảo bọc á, nó kín kẽ quá. Và em thực ra là nói là bước chân ra đời em đi làm vậy thôi, chứ còn nếu để bước ra đời á thì em chưa có thử qua cho em sợ. Ví dụ như bây giờ em tách khỏi cái Vũng Tàu đó thì nó đồng nghĩa với việc tách khỏi cái vòng tay của cha mẹ mình, đúng không? Rồi thì liệu mình có kham nổi hay không? Ví dụ như là bây giờ thích thì nấu, không thích thì thôi. Nhưng mà khi mình đã tách ra rồi thì bắt buộc không thích cũng vẫn phải nấu cơm, không thích cũng vẫn phải nuôi con. Đó là cái mà cái nhút nhát của em, cho nên em ngại, em chưa có. Tức là nó cũng là một trong những vấn đề mà để cho em không thể quyết định được là em có xuống Sài Gòn với chồng hay không. Còn về phía chồng á, chị nói cái tâm lý không biết có đúng hay không, nếu không đúng thì thôi ha. Làm dâu á là đã khó rồi, nhưng mà làm ở rể á khó gấp 100 lần làm dâu á. Mà bây giờ công việc ở đây đang ok như vậy, đang ngon lành vậy, về Vũng Tàu không biết là mình đã xin được việc hay chưa. Thế thì trong thời gian mà chưa xin được việc là mình về mình ở rể, tự nhiên nó bị giống như một cái con chim đại bàng đang tung cánh, xong giờ nhốt một cái bạc vô một cái lồng khóa cạch đó. Nói đúng 100% luôn, đúng không? Thì cái đó chính là cái điều mà các bạn còn e ngại. Nhưng mà chị chỉ nói như vậy thôi, cha mẹ không bao giờ đi theo mình suốt cuộc đời được. Đến một lúc nào đó mình phải nghĩ đến cái chuyện là mình phải làm ngược lại cho cha mẹ và mình đừng làm phiền cha mẹ nữa. Cái người đồng hành với mình trong cuộc đời sẽ là người chồng hoặc người vợ của mình và con cái mình. Mình phải tách ra là một gia đình khác. Cho nên là chị nghĩ rằng nếu mà tụi em còn thực sự yêu nhau á, tụi em phải có một cái quyết định nó kịp thời. Chị nói thử một cái giải pháp này nha. Em có ngày phép đúng không? Hai bạn đều có ngày phép. Em thử đi, em về Vũng Tàu em ở thử. Đó về phía em nha, em coi cái hoàn cảnh như thế nào, cuộc sống đã làm sao, ở chung với bên nhà vợ như thế nào. Đó là về phía em. Em cũng vậy, em xin nghỉ 1 tháng thử vợ chồng con cái ở Sài Gòn, coi cái hoàn cảnh ở đây, cuộc sống ở đây nó ra làm sao. Thì lúc ấy tụi em rút ra được là nên vợ lên với chồng hay là chồng xuống với vợ. Đó, cái đó quan điểm của chị đó nha. Về thử. Thôi tụi em cứ suy nghĩ đi ha. Dạ. Chúc tụi em tìm được một cái tiếng nói chung nha. Dạ, cảm ơn em. Mọi người làm được mà anh nhìn anh chỉ khát vọng thôi, không bao giờ anh đạt được. Thí dụ như là anh kẹp một cái kẹp ở trên đầu, không bao giờ được chị ạ. Đó, cài một bông hoa ở trên mái tóc làm gì có. Chỉ có nước mà tái sinh mới có thể có thôi đó. Rồi, chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Quốc Thận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi, quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh ngành nghề gì bật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y ấy, đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Rồi, hay quá, mời em. Dạ, xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận. Cô chú luôn đi cưng. Dạ, xin cho dễ, hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ, xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận. Và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi. Đó, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Đà Lạt. Làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong đây là hai vợ chồng đều làm, nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa ha. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi, xưng hô cho nó dễ nha cưng. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng kiểu như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến mà như kinh tế gom hết luôn. Gom hết. Đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào? Cơ duyên nào gặp nhau? Rồi ấn tượng gì về nhau? Dạ, đó là cái lần đầu tiên là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trong công ty có tổ chức về một sự kiện lớn. Thì bất phước là cái đêm đầu tiên của để mà bắt đầu ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support. Thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình, mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất phước là anh cứ để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn. Là lúc nào ông để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng, nên rất là khó chịu. Là từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy, giống cái gu ấy, giống như cái gu ấy. Bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia tia. Thế là cái cô này là đúng gu của mình, là thấp thấp lùn lùn nữa, mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia, thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại, rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra. Thì trong cái buổi giao lưu trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu thôi, mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó. Cứ chặn đầu với mình là cảm thấy cứ chàng ràng. Dạ đúng rồi, là thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết. Chỉ mới là cái mà để cái rào cản thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàn qua sàn lại vậy đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Dạ, đó, dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau ấy. À, rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì như thế nào? Tại sao hai đứa lại đến với nhau? À, sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là một quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới, thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy. Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học và sau đó thì một thời gian thì bén duyên. Thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi, bây giờ bén duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình nè? Dạ hình như là con thì phải. Luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên ở sau mình nữa, nhân viên dưới mình thì dặn cái bạn đó đi học, tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi, rất là xuất sắc luôn, nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy, thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi nha. Dạ ngon đúng rồi nha. Tại vì hồi đó là chị mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á, là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bói kêu con cưới chồng xa mà sang 95 là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái ý định là lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết. Để tiếp cận ảnh. Con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Đó, bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy làm sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook, là kết nối hỏi Facebook anh ấy tên gì, rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin mà anh này anh rất là chảnh luôn, anh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà ảnh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do vì sao mà em lại không trả lời với tin nhắn của người đẹp này? Trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười nhưng mà không có một cái chút gì đó gọi là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ, không quan tâm lắm, bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại, thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện rồi chỉ cô bán hàng làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn, cứ đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, rồi chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dần cô này đi ăn được mấy bữa. Thế là mà thật sự là em có cùng đường về nhà với ảnh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái nhà của em với nhà anh có cùng đường không? Em cái bẫy thì bởi vì mai hỏi đó thì đó văng chiêu mà đó. Bây giờ đang văng lưới mà thì bởi vì mai hỏi nè để cho cô nói nè đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe, một bãi là sau lưng công ty thì gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần 1 cây số thì mới tới chỗ giữ xe. Thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ ảnh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với, hay làm cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận. Dạ đúng rồi. Nhờ bây giờ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ, một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em giăng bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Mà anh dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm đó tới chỗ chung cư, tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra, anh có đang bận mà. Thế về alo anh ơi, em đang đứng ở dưới chỗ này nè, anh có ra được không thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng nước mắt rồi, nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngay hôm đó. Là tới hôm đó sau là anh chạy ra, anh nói với anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn, nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5 rưỡi là bắt đầu ảnh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà ảnh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Chứ mà con nói cái gì con đó. Buồn cái gì, quan trọng là con khóc. Con nói làm sao, con nói tại con khóc lóc rồi, con nói con buồn cái gì mà ảnh hết hồn anh chạy ra. Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên, cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học nữa, thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc rồi vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi, giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra, anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì sao mà không ra được, đúng không em? Dạ, vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ, lúc đấy thì em không tin, nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi, 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá, chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra, thế em bảo thế em bây giờ muốn đi nhảy cầu nào đấy anh chở đi, để một mình buồn quá. Thế là em cũng rua theo, kiểu em chọc vui ấy để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy, bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện, thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Đấy, thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng, thì sau đó đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được yên 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không chị... nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Chị em mình là khác, tuổi cao sức yếu. Một phần nữa là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Còn tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy đó, thì có khoác vai dỗ về, có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà, lúc đấy mình cũng có khoác vai và vồ về. Thì thấy cô này sao cô cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng, xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh, hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em, mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai nói luôn. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Dạ, và như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. Tiếp theo là hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày Valentine, không phải, ngày Halloween. Bữa đó sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi, thì lúc là đi ăn hủ tiếu thì có nói là bất phước lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền, giờ làm sao ta, là nghĩ trong đầu như vậy. Thế là nói anh ơi là má chưa kịp gửi tiền lên, anh hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Là lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại. Tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ anh là chính vậy đó. Coi như duyên nợ, coi như là phải dính luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không? Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày hôm sau đó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ dưới chỗ cũ, là cứ chờ dưới chỗ cũ đi thôi. Là không biết lúc đó là anh có thương mình hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Lại anh lại có xe. Thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì em kêu là thôi vậy em không muốn về, anh chở em đi đâu đi. Anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Thì thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm, mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là giờ em muốn đi đâu, thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nó hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê, bởi vì cũng mới mấy ngày thế em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô ấy đi cà phê, không chịu, đứng giường ở tư khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ. Mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn. Không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối. Em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Cái tiếp này. Là khi mà vô là em vẫn có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi. Tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân, cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo, thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi thôi, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ, mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu, tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ, là cứ ôm rồi cứ thao thức miết là ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à. Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng là lâu hả? Không có tưởng. Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên, đi bình thường, đi nhắc ra nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa đó nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rửa nọ, tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ, tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi, nhưng mà vẫn hất ra. Không được, tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á, mình cứ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ, vẫn nằm. Thì anh kêu là không sao rồi em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nhẹ lắm, không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Là đây là người chồng đầu tiên và cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Rồi sau đó thì sao em? Lúc đó em không, cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ, nhưng mà cuối cùng thì thực sự là đó là cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất bất ngờ, nhưng mà thường lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi, cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sau bữa đó là có lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn? Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu tư. Một tuần là 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể là nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7 ngày. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng thì quen nhau. Thì quyết định, hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. chứ sao. Một cứ tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Đúng rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn, đòi chia tay, chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần. Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu 1 tháng ấy, thì cô đòi chia tay. Bởi vì biết được là trước đây là em có yêu 1-2 bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất. Thế cô lại đòi chia tay. Khóc, cô ấy mới, đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng 1 lon xong là em say, em kể chuyện. Thế em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc, rồi cô ấy bỏ về. Bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên, phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trọ ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày 1 ngày 2 đâu. Rồi sau khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy, rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch kia không? Có lần bác sĩ vỡ bác sĩ cưới không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng, là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm, khóc liên tục 3 ngày 3 đêm, mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ. Thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Tha sợ, 3 ngày 3 đêm khóc than, khóc trời, khóc mà làm đùng hết. Là 3 ngày anh ở nhà, anh cũng có lo lắng, anh sợ. Tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ, đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin, xong cô nằm cô khóc, em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là 2 vạch, cô mới đưa xem 2 vạch, khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật, bởi vì là quyết liệt lắm. Đến 1 tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ, bởi vì em về cái tâm linh ấy, thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy, thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh. Và cũng là thương nữa, thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần thì cô lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ. Cứ khoảng tầm 1 tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt ấy, thai nghén mà, thế là cô ấy đòi bỏ. Thì em mới bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy, rồi em chở đi ăn, xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Hai đứa? Dạ có. Ba mẹ. Dạ anh. Phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi. Thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung, tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi, cũng bình thường, ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi anh gọi xong là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng, ba rất là giận về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu là sợ. Thứ nhất là, thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi chúc mừng. Nhưng mà khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Nhưng mà vui không em? Vui, bản thân em vui. Rồi. Như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi và đó bé lớn, bé gái. Và phía sau là một tuổi bé trai. Chà, như vậy là hai đứa đó, nối tiếp luôn á, đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Chà, tại thương nhau quá mà cho nên là 2 năm 2 đứa, đúng không? Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã, đúng không em? Ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm 2 đứa luôn? Hồi đó là sanh 2 bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dẫn 2 bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn. Bây giờ hiện tại là 2 bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa 2 đứa về thôi chứ thường thường là ở trên đó. Trước đấy là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu với rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu. Nghe. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, đúng không? Mà đẹp nhất là 2 năm 2 đứa. Đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay. Và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Đúng không? Bây giờ anh hỏi em trước đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền à. Đấy, ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó, anh ơi anh có thương em không, cứ hở ra là hỏi anh có thương em không. Đấy, thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không thì mình bảo là không, thế là cô ấy dặn. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương, thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Rồi chứ là hay giận, đúng rồi, hay giận và muốn chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, chỉ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đã. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là phải gọi là nó rất là sao nhỉ? Khi ngủ ấy thì thích sờ soạng. Phải sờ soạng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa trong thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó không phải tật xấu, nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không, bướng bỉnh hay cãi chày cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đúng không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm, cầm ràm rồi cái gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên em nói thì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn. Dạ đúng không? Con nít mà, mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ vâng. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn, cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà rồi đối với chồng như vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Ngay đi ngay lại một câu chuyện có là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối, nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi bây giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu, nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu, chỉ có đúng một cái mà nó hòa nó tới nó lui và không bao giờ sửa, đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ, ảnh là không có để đồ dơ. Cứ tắm xong dùng cái bạch để dưới đất vậy đó, là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong máy giặt, kêu chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi mà không bao giờ rút kinh nghiệm, anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào, nhưng mà thấy chồng mình về mặc sau một lần đó là bộ cất vô tủ, xong rồi cách ngày hôm sau ngày 2 mặc lại, là một bộ đó mặc 2 lần mới đi giặt. Tại không tiếc á. Tiếc còn mới quá đúng không? còn mới quá cho nên mặc lên cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó, cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó, và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á, đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Ví dụ cái chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ, sao mà làm như vậy? Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi. Chỉ có bản thân con tự ngồi nhận ra thôi. Dạ. Vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi, giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi, dùng đâu làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? Em thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột đấy. Thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em. Dạ đúng rồi, quá hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi. Khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Được. Dạ cũng có ý định là. Trời ơi, có ý định. Kế hoạch đi, kế hoạch đi. Tại vì bây giờ không ở chung á, các con ở xa mình quá, không có nên. Từ từ. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Dạ. Rồi, cảm ơn cô chú.